Hello, em xin chào mấy chị nha. Hôm nay hàng của em về nha mọi người. Và mấy chị mà hôm bữa giờ mà cập nhật hàng hóa của em bị thiếu thì hôm nay em bắt liền cho em nha. Hàng về đã đủ rồi. Số lượng hàng cũng có sẵn nên mấy chị cứ yên tâm lên đơn nha. Bây giờ em sẽ quay sơ lược về những cái dòng sản phẩm bên em để tất cả các chị em cập nhật, cũng như là đừng có hỏi em là hàng của em có sẵn hay không, tại vì em bên là công ty mỹ phẩm nên hàng lúc nào cũng có sẵn, cũng như là luôn luôn là phân phối cái giá rất là mềm, rất là rẻ cho tất cả các chị em. Mọi người mà muốn tìm kiếm những dòng mỹ phẩm chất lượng uy tín thì có thể là liên hệ qua Zalo em, qua số điện thoại là 0355 838 057, hoặc là mọi người có thể liên hệ qua số Zalo thứ hai là 0357 0356 605677, hoặc là qua số thứ ba là 0773339279, và số thứ tư là 0933766739 nha. Bây giờ em sẽ quay và sơ lược, cũng như là em sẽ quay từng sản phẩm và em nói lên cái công dụng và cái sản phẩm đó là sản phẩm gì để mọi người cập nhật sản phẩm bên em rõ hàng nhất và chất lượng nhất nha. Hello mọi người, đây là những cái dòng sản phẩm bên em vừa mới về nè. Cái bộ kem collagen Vit E thì mọi người đã biết đến rồi. Dòng này thì chị Nám rất là thần thánh luôn nha mọi người, rất là thần thánh. Một cái thùng như này thì tới mấy trăm hộp lận nên rất là nhiều luôn. Đó, mọi người ơi, cái này là cái mẻ chết ở dưới nè. Đây là bộ collagen Vit E nha mọi người. Đó, bộ này là chuyên đặc trị về nám, trị thâm, trị mụn và làm dưỡng trắng da, sáng da. Nó có điểm bong chóc da hơi nhẹ cũng như là hầu như không thấy nha mọi người. Hiệu quả của nó sau là từ 5 đến 10 ngày sử dụng. Qua sản phẩm khác, đây là dòng sản phẩm toner cùng với là chai sữa rửa mặt của nhà Mai Thảo Mộc. Dòng này là đang rất là hot, cũng như là cái số lượng hàng bên em nhập về cũng rất là khan hiếm. Đó, chị nào mà hay bị mụn ấy thì xài cái em sữa rửa mặt này và toner này, đảm bảo sau là từ 5 đến 7 ngày thì da hết mụn nha, giảm và đặc biệt là nó kháng viêm, giúp cho da của chúng ta se khít lỗ chân lông và mềm mịn rất là hiệu quả luôn. Được chiết xuất từ những cái thành phần thảo mộc rất là an toàn, cũng như dịu nhẹ cho da và phù hợp cho mọi loại da. Đặc biệt là da mụn là xài cực hợp luôn. Đây, Tết đến rồi, vòng eo bị mất cân đối nè, rồi làm cho chúng ta khó mặc những cái đầm ôm ấy, thì đây là cái dòng sản phẩm cao gừng tan mỡ của các tường chính hãng nha mọi người. Mọi người hay mua ngoài thị trường thì hàng giả nhái rất là nhiều, cũng như là hàng nó giống nhau tới 90%, nhưng mà đối với những chị em nào mà biết cách phân biệt thì cái việc mua đúng hàng chính hãng thì nó cũng rất là đơn giản. Còn nếu mà mấy chị mà chưa biết về cái dòng sản phẩm này và cách phân biệt sản phẩm thì rất là khó để mà mình mua đúng cái hàng chính hãng nha. Tại vì hàng giả hàng nhái tràn lan, cũng như là bán rất là nhiều giá. Chuyên bên em là chuyên cung cấp những dòng sản phẩm mỹ phẩm chính hãng và uy tín. Đây, cái mọc của công ty đây mọi người lưu ý giúp em nha. Giá của thị trường đang bán là 380, nhưng mà hiện tại bên em đang được phân phối giá sỉ là 120. Đối với những chị em nào mà nhập số lượng nhiều hơn thì bên em sẽ giảm rất là nặng đô nha, cũng như là cam kết hàng chuẩn chính hãng 100% luôn. Tên đây là dòng sản phẩm là dung dịch vệ sinh Ngọc Trinh nha mọi người. Mọi người hay gọi là dung dịch Ngọc Trinh hoặc là dung dịch vệ sinh của gọi là của gì ta, của diễn viên gì quên rồi, của Nhã Phương nha. Đó, đây là dòng sản phẩm chính hãng nha, xài rất là êm, cũng như là cái dòng sản phẩm này nó sẽ cân bằng độ pH vùng kín, cũng như là nó sẽ giúp cho cái vùng kín được sạch sẽ hơn. Đó, rất là thơm luôn. Cái dung tích của nó là 120ml. Mọi người có thể là sử dụng từ 4 đến 5 tháng mới hết cái chai này. Cân tiến hành này á, đối với những chị nào mà cơ địa khó giảm cân á, cũng như là mỡ bụng nhiều á, thì nên sử dụng cái em này nha. Em này là bên em đang bán là dòng sản phẩm chính hãng chuẩn ngạch luôn. Đó, mọi người thấy tem bộ công an nè, tem chống hàng giả. Đó, đây là cái mẫu hàng mới nhất của công ty Tiến Hạnh, và cái độ giảm cân của nó rất là an toàn, hiệu quả rất là cao luôn. Giá bên em đang phân phối rất là mềm, mọi người có thể là cập nhật qua Zalo số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0773339279 nha. Đây là dầu gội đầu nhân sâm XY. Dòng sản phẩm này là có chứa những cái dưỡng chất collagen, vitamin E và vitamin B có trong dầu, và giúp cho cái tóc của chúng ta được sạch, nuôi dưỡng từ sâu bên trong tóc, ngăn ngừa rụng tóc và mềm mà mượt, chắc khỏe, giảm gãy rụng rất là hiệu quả luôn. XY giảm, cái này là gọi là dầu gội đầu XY. Còn nói về cái dòng sản phẩm sữa ống chúa này bán cực kỳ khiếp luôn, bán cực kỳ chạy luôn. Đây là dòng sản phẩm giá cực kỳ quốc dân và ai cũng có thể sử dụng được. Đối với những cái làn da chưa được trắng hoặc là những cái làn da cần cân bằng collagen thì đây là dòng sản phẩm rất là thích hợp. Là bộ dầu
Mọi người ơi, đây là dầu gội bưởi Visuli Cosmetic. Đây là dòng sản phẩm được chiết xuất từ 100% tinh chất bưởi và không có những chứa những cái chất độc hại cũng như là không có những cái chất mà hóa chất nha mọi người. Đây là bưởi 100% luôn. Nên khi mà xài hiệu quả rất là cao. Về cái độ kích tóc nè, rồi giảm ngăn ngừa giảm gãy rụng tóc thì rất là hay luôn. Bộ này là siêu đỉnh và cái bộ này mọi người có thể làm quà tặng cho bất cứ những người nào mà mình yêu thương nhất, cũng như là cái bộ sản phẩm này á sẽ đem lại một cái mùi hương bưởi rất là ngào ngạt cũng như là rất là thoải mái luôn nha mọi người. Giá bên em đang phân phối rất là mềm, inbox ngay cho em nha. Đây là dòng sản phẩm dầu gội xả chanh hoa bưởi, xả chanh bồ kết hoa bưởi nha mọi người. Dòng này thì bán rất là nhiều năm nhưng mà lúc nào cũng được khách ưa chuộng, cũng như là cái mức giá của nó cực kỳ bình dân, chỉ có vài chục ngàn một chai thôi. Cam kết chính hãng nha mọi người, mua ngoài thì giá rất là cao luôn. Nhưng mà riêng vào công ty bên em thì phân phối cái giá rất là mềm, rất là rẻ, cũng như là sẽ là đem đến những cái chất lượng hoàn hảo nhất cho tất cả các chị em. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm là trắng da ngọc trinh. Thì đây là cái dòng sản phẩm phải gọi là quá hot trên thị trường đúng không mọi người? Đó, hầu như là ai cũng biết về cái dòng sản phẩm Diamond White này hết. Đây là một cái dòng sản phẩm giúp uống trắng da nè, giúp da của chúng ta mịn mướt, rồi da của chúng ta bổ sung những collagen và ngăn ngừa lão hóa ở da rất là tuyệt vời. Đây là một cái hộp Diamond White mà sẽ cải thiện làn da của mấy chị nè. Không chỉ nha, phụ nữ không chỉ là trắng da sử dụng những dòng sản phẩm kem body từ bên ngoài mà cần phải bổ sung những cái dưỡng chất, những collagen để cái việc lão hóa da của chúng ta ngăn chặn, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng trẻ hơn, cũng như là giữ mãi cái tuổi thanh xuân của mình nha. Đó, thì bên em đang quay sơ lược về những cái dòng sản phẩm bên em. Đối với những anh chị nào mà kích thích những cái dòng sản phẩm bên em hoặc là muốn nhập sĩ, muốn làm đại lý của công ty bên em thì có thể là ngay bây giờ hãy alo cho em qua số điện thoại hotline là 0933 766 739 hoặc là 0356 605677 hoặc là 0355 838 057 nha. Luôn luôn phân phối những dòng sản phẩm chất lượng uy tín và đem lại sự hài lòng 100% cho tất cả các khách hàng của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Mọi người ơi, khi mà xem xong cái video của bên em ấy thì mọi người đã lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nào ưng ý chưa? Cũng như là ai mà muốn có một cái thu nhập ổn định trong hàng tháng hoặc là muốn kiếm tiền mà kiểu như là kinh doanh online á thì đừng ngần ngại chia sẻ cái việc đó với công ty bên em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057. Inbox cho bên em sẽ được hỗ trợ về hình ảnh là video và những cái kiểu như là bài viết để mọi người có thể đăng lên và mọi người có thể lấy hàng về bán một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em và xin chúc tất cả các chị em xinh đẹp, thành công và có nhiều thu nhập hàng tháng ổn định. Cảm ơn, bye bye.